Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Số 34, chuyện con cá. Tiền thân Maccha. Ta không gì nóng lạnh. Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư đã kể về một tỷ kheo si mê bà vợ trước thời xuất gia. Lúc bấy giờ, bậc đạo sư hỏi tỷ kheo ấy: "Có thật chăng, này tỷ kheo, ông bị ái nhiễm?" "Thật vậy, bạch Thế Tôn." "Bị ái nhiễm bởi ai?" "Bạch Thế Tôn, vợ trước của con rất im dịu khi xúc chạm, con không thể bỏ nàng được." Bậc đạo sư nói với tỷ kheo ấy: "Này tỷ kheo, chính nữ nhân ấy đã tạo nên bất hạnh cho ông. Trong thời trước, ông gần chết vì nữ nhân ấy, nhờ có ta đi đến, ông được thoát chết." Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Trong thời quá khứ, khi vua Ramadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát làm việc phụ trách về nghi lễ tôn giáo của vua. Lúc bấy giờ, các người đánh cá quăng lưới trên sông. Một con cá lớn đi theo chơi với con cá mái, vợ của nó một cách rất luyến ái. Con cá mái ấy đi trước, ngửi mùi hương của lưới, bơi quanh lưới rồi bỏ đi. Con cá trống bị mù quáng bởi lòng tham luyến, đi thẳng vào trong mắt lưới. Những người đánh cá biết được cá đã mắc vào lưới bèn kéo lên, bắt con cá nhưng chưa giết nó, lại quăng nó trên bãi cát. Họ nói: "Chúng ta sẽ nướng con cá này trên than hừng để ăn." Rồi họ chế một đống than và chuốt nhọn cây gậy. Con cá suy nghĩ: "Ta không than khóc vì bị nướng trên than hồng, hay bị đâm xuyên bởi gậy nhọn, hay sự đau khổ nào khác. Nhưng chỉ vì con cá mái, vợ ta sẽ buồn rầu, nghĩ rằng ta đã ra đi với một con cá mái khác. Đó là điều làm ta đau đớn." Vừa than khóc, cá nói lên bài kệ: "Ta không vì nóng lạnh, không vì bị mắc lưới, chỉ sợ vợ ta nghĩ ta say mê nàng khác." Lúc bấy giờ, vị phụ trách nghi lễ tôn giáo cùng với đám nô tỳ vây quanh đi đến bờ sông để tắm. Vị ấy biết tiếng mọi loài, nghe con cá than, vị ấy suy nghĩ: "Con cá này đang khóc tiếng khóc than ai quán. Bị chết trong trạng thái tâm bệnh như vậy, nó sẽ sanh xuống địa ngục. Ta sẽ là người giúp đỡ nó." Vị ấy đi đến gần những người đánh cá và nói: "Này các bạn không bán cho chúng ta một con cá mỗi ngày để làm món cà ri đó sao?" Những người đánh cá nói: "Thưa Ngài, sao Ngài nói vậy? Ngài có thể lấy đi mọi thứ cá Ngài thích. Chúng tôi không cần con cá nào khác trừ con này. Thưa Ngài, Ngài hãy lấy nó đi." Bồ Tát với hai tay bắt lấy con cá, ngồi trên bờ sông và khuyên: "Này bạn cá, nếu hôm nay ta không thấy ngươi thì ngươi đã chết. Từ nay trở đi, ngươi chớ nên để ái tình chi phối." Khuyên răng xong, Bồ Tát thả con cá xuống nước và trở về thành phố. Sau khi kể pháp thoại này, bậc đạo sư thuyết các sự thật. Cuối bài giảng, vì tỷ kheo bị ái nhiễm chứng quả dự lưu, bậc đạo sư kết hợp hai mẫu chuyện và nhận diện tiền thân như sau. Thời ấy, con cá mái là người vợ thời trước, con cá trống là tỷ kheo bị ái nhiễm, còn vị phụ trách lễ nghi tôn giáo là ta vậy. Ha ha ha,